Chào mừng các bạn đến với bản tin chuyển nhượng ngày 17 tháng 8 trên kênh Bình luận viên Anh Quân News. Thị trường chuyển nhượng vẫn đang diễn ra vô cùng sôi động, rất nhiều những bom tấn vẫn đang chờ được các đội bóng lớn kích nổ. Bản tin vào lúc 10:30 mỗi sáng sẽ cung cấp cho các bạn những góc nhìn đa chiều, những diễn biến nóng hổi nhất của phiên chợ hè trong 24 giờ qua. Hãy cùng bắt đầu với những thương vụ chuẩn bị ký kết đã hoàn thành hay được công bố. Brighton chính thức chiêu mộ thành công hậu vệ Pervis Estupiñan từ Villarreal. Tuyển thủ Ecuador đã đặt bút ký vào bản hợp đồng có thời hạn 5 năm với đội bóng mới. Tottenham Hotspur cũng chính thức chiêu mộ thành công hậu vệ trẻ Destiny Udogie từ Udinese theo một bản hợp đồng có thời hạn 5 năm. Spurs phải chi ra khoảng 18 triệu euro để đổi lấy sự phục vụ của sao trẻ người Italia. Manchester City cũng đã công bố bản hợp đồng thứ tư của mình trong mùa hè này, đó là hậu vệ Sergio Gomez đến từ Anderlecht. Cầu thủ trẻ người Tây Ban Nha sẽ ký hợp đồng 4 năm với đội chủ sân Etihad. Nhà báo Fabrizio Romano đã đọc khẩu hiệu Here We Go cho thương vụ chuyển nhượng tiền vệ trẻ Cesar Casadei từ Inter Milan tới Chelsea. Inter sẽ thu về 15 triệu euro cộng thêm 5 triệu euro phụ phí. Casadei sẽ ký hợp đồng đến 6 năm với The Blue. Fabrizio Romano cũng xác nhận Sevilla đã đạt được thỏa thuận chiêu mộ Tanguy Nianzou từ Bayern Munich. Cầu thủ người Pháp sẽ chuyển tới đội bóng La Liga với giá 20 triệu euro và ký vào bản hợp đồng có thời hạn 5 năm. West Ham cũng sắp hoàn tất việc chiêu mộ hậu vệ Thilo Kehrer từ Paris Saint-Germain. Trung vệ người Đức đã chốt xong thỏa thuận cá nhân với đội chủ sân London Stadium. Anh sẽ bay tới London trong ít giờ tới để tiến hành những thủ tục kiểm tra y tế trong tuần này. Olympique Marseille đạt thỏa thuận chiêu mộ hậu vệ trẻ Issa Kabore của Man City. Mọi giấy tờ đã được ký kết và việc kiểm tra y tế cũng đã được hoàn tất. Hậu vệ người Burkina Faso sẽ gia nhập Marseille theo dạng cho mượn, kèm điều khoản mua đất trị giá 20 triệu euro. Man City đã cài điều khoản cho phép họ có quyền ưu tiên mua lại cầu thủ này trong tương lai. Sự chờ đợi của các cổ động viên Man United cho một bản hợp đồng mới có lẽ sẽ tiếp tục phải kéo dài. Mục tiêu tưởng chừng như đã ở rất gần với sân Old Trafford là tiền vệ Adrien Rabiot cuối cùng cũng đã không thể gia nhập đội hình Quỷ Đỏ khi thương vụ đổ bể vào phút chót. Mặc dù đã đạt được thỏa thuận chuyển nhượng với Juventus với mức phí vào khoảng 17 triệu euro, tuy nhiên việc đàm phán điều khoản cá nhân với đội ngũ đại diện của tuyển thủ Pháp lại rơi vào thế bê tắc khi Man United không chấp nhận yêu cầu về lương thưởng của cầu thủ này. Vào ngày hôm qua, nhà báo David Ornstein của tờ The Athletic khẳng định Rabiot sẽ không gia nhập Man United do khoảng cách quá lớn về lương giữa yêu cầu của Rabiot với lời đề nghị của Man United. Nhà báo Fabrizio Romano xác nhận thông tin tương tự và tiết lộ Man United cũng cho rằng mức lương mà Rabiot đòi hỏi là quá điên rồ. Việc thương thảo hiện đã dừng lại, hai bên chỉ ngồi vào bàn đàm phán nếu như tiền vệ 27 tuổi thay đổi suy nghĩ bởi Man United không hề có ý định đưa ra một lời đề nghị với mức lương cao hơn. Đội bóng thành Manchester hiện đã hướng sự chú ý của mình sang những mục tiêu khác ở hàng tiền vệ. Tờ Marca tiết lộ thông tin bất ngờ khi cho biết Quỷ Đỏ đang nhắm chiêu mộ tiền vệ Casemiro của Real Madrid. Đại diện Man United thậm chí đã có mặt tại Madrid để thương thảo về hợp đồng chuyển nhượng này. Tuy nhiên, quan điểm của Los Blancos đó là Casemiro không phải để bán. Tiền vệ Moises Caicedo của Brighton cũng là một cái tên khác nằm trong danh sách mục tiêu. Đây chính là một trong những cái tên đã thi đấu ấn tượng để giúp những chú chim mỏng biển hạ gục Quỷ Đỏ trong trận đấu mở màn ở mùa giải. Fabrizio Romano cho biết đội chủ sân The Amex muốn giữ chân tiền vệ 20 tuổi, vậy nên đây cũng sẽ là một thương vụ không dễ dàng đối với Man United. Bên cạnh việc nhắm chiêu mộ tiền vệ mới, hàng tiền đạo cũng là vị trí mà Man United muốn bổ sung. Đội bóng này đang gấp rút tìm kiếm một phương án tấn công để bổ sung vào đội hình, đặc biệt là trong bối cảnh ngôi sao Cristiano Ronaldo đang dục dịch ra đi. Mục tiêu số 1 của họ trên hàng công đó là tiền đạo Antony thì dường như đã nằm ngoài tầm với khi Ajax Amsterdam nhất quyết không nhả người. Tờ The Telegraph cho biết tiền đạo người Brazil không còn là một mục tiêu của Quỷ Đỏ. Đội chủ sân Old Trafford đang hướng đến mục tiêu khả thi hơn. Với việc Cristiano Ronaldo đang được liên hệ với việc trở lại La Liga khoác áo Atletico Madrid, đội bóng này ngay lập tức trở thành bãi săn tiền đạo Quỷ Đỏ khi một loạt những chân sút trong tay huấn luyện viên Diego Simeone đã nằm trong tầm ngắm của đại gia nước Anh. Theo tờ The Times, Manchester United đã được mời chào cơ hội chiêu mộ một trong hai tiền đạo Antoine Griezmann hoặc Alvaro Morata như một phần trong thương vụ chiêu mộ Ronaldo. Đây đều là hai cái tên từng được liên hệ rất mạnh mẽ với Quỷ Đỏ trong quá khứ. Nhưng lúc này thì cả Morata cũng như Griezmann không còn là những mục tiêu mà Man United quá hứng thú. Thay vào đó, hai cái tên mà đội bóng của huấn luyện viên Erik ten Hag đang nhắm đến là Matheus Cunha và João Felix. Những thông tin về việc Man United muốn chiêu mộ Cunha đã xuất hiện từ ngày hôm qua và đội bóng thành Manchester cũng đã gửi lời đề nghị trị giá 50 triệu euro. Mặc dù vậy, tiền đạo người Brazil được cho là đã từ chối lời mời chào của United.
không mua được cù nhà. Man United lại chuyển sang nhăm nhe João Félix. Nhà báo José Félix Díaz của tờ Marca cho hay đại diện của đội chủ sân Old Trafford đã gặp người đại diện của Félix tại Madrid và bày tỏ mong muốn ký hợp đồng với tuyển thủ Bồ Đào Nha. Nhưng Atletico Madrid từ chối bán ngôi sao mang áo số 7. Với việc hàng loạt mục tiêu đều đang rơi vào thế bế tắc, xem ra công cuộc tìm kiếm tiền đạo mới của Man United vẫn còn nhiều gian nan. Tiền vệ Lucas Paqueta là một trong những cái tên mà Arsenal nhắm đến trong hè này và cũng đã theo đuổi trong một thời gian khá lâu. Tuy nhiên cho đến lúc này thì thương vụ dường như đã ngừng lại. Mặc dù vậy, pháo thủ vẫn chưa hoàn toàn từ bỏ hy vọng chưa mộ tuyển thủ người Brazil. Theo nhà báo uy tín Sacha Tavolieri, không phải Jure Telemong mà Lucas Paqueta mới là mục tiêu hàng đầu của hàng tiền vệ của giám đốc kỹ thuật Edu Gaspar cùng bộ sậu chuyển nhượng pháo thủ. Đội chủ sân Emirates muốn chờ đợi tới kỳ chuyển nhượng mùa đông để quay lại với thương vụ này, bởi giờ đây họ cũng chưa quá cần một tiền vệ mới. Việc quá trình đàm phán kéo dài lâu và mùa giải đã bắt đầu khiến Lyon từ chối bán Paqueta bởi họ không kịp tìm kiếm người thay thế. Vì vậy Arsenal sẽ phải thử lại khi phiên chợ đông mở cửa. Tiền vệ 24 tuổi hiện vẫn còn 3 năm hợp đồng với Lyon, vậy nên sẽ không dễ để Arsenal có được chữ ký của sao trẻ này. Olympic Lyon định giá số 10 của mình ở mức 65 triệu euro. Theo nhà báo Fabrizio Romano, thương vụ chưa mộ tiền đạo Pierre-Emerick Aubameyang của Chelsea vừa có thêm những diễn biến mới. Cụ thể, The Blue đã lên lịch trong một cuộc gặp tiếp theo với đội ngũ đại diện của chân sút người Gabon trong tuần này. Chủ tịch Tom Bailey muốn biết rõ về mong muốn của Aubameyang, những điều khoản có thể có trong hợp đồng cũng như nguyện vọng về lương thưởng của tiền đạo này. Trong cuộc gặp này, hai bên sẽ tiến hành đàm phán để đạt được những điều khoản cá nhân trong trường hợp Alba chuyển đến Chelsea. Đội bóng thành London dự định hoàn tất việc thương thảo điều khoản cá nhân với cầu thủ trước khi gửi một lời đề nghị chính thức tới Barcelona. Huấn luyện viên Thomas Tuchel đang thúc đẩy ba lãnh đạo đưa về cho mục tiêu số 1 trên hàng công. Nhưng mọi việc không hề dễ dàng bởi Barca quyết tâm giữ người, trong khi bản thân chân sút mang áo số 17 cũng không chắc chắn về việc ra đi. Thương vụ chưa mộ trung vệ Wesley Fofana của Chelsea đã có thêm những tín hiệu tích cực. Nhà báo Fabrizio Romano ngày hôm qua đưa tin, The Blue đã đạt được thỏa thuận cá nhân với trung vệ người Pháp. Một bản hợp đồng đã được soạn sẵn trong trường hợp họ đạt được thỏa thuận chuyển nhượng với đội bóng chủ quản của Fofana. Việc Fofana quyết tâm ra đi là lợi thế của Chelsea bởi hậu vệ người Pháp cũng đang cố gắng gây sức ép lên đội bóng chủ quản của mình. Một trong những mục tiêu ưu tiên của Barcelona trong phần còn lại của kỳ chuyển nhượng đó là chiêu mộ một hậu vệ phải mới. Theo nhà báo Sierra Romero, mục tiêu số 1 ở vị trí này mà Blaugrana đang nhắm tới là hậu vệ Juan Foy của Villarreal. Nhà báo người Tây Ban Nha cho biết người đại diện của Juan Foy đã được bắt gặp rời khỏi văn phòng của ông Matteo Alemani, người giữ chức giám đốc thể thao ở Barca. Điều này đồng nghĩa với việc đội bóng xứ Catalan đang tiến hành đàm phán với đại diện của hậu vệ người Argentina. Nhiều khả năng đội chủ sân Sportify Camp Nou muốn chốt xong điều khoản cá nhân trước khi liên hệ với đội bóng chủ quản của cầu thủ này. Juan Foy hiện được Villarreal định giá mức 25 triệu euro. Dù đội bóng với biệt danh tàu ngầm vàng không muốn bán đi hậu vệ phải số 1 của mình, tuy nhiên họ cũng sẵn sàng lắng nghe những lời đề nghị mà phía Barca có thể đặt lên bàn đàm phán. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin chuyển nhượng hàng ngày trên kênh Bình luận viên Anh Quân News. Chúc các bạn có một ngày thật tràn đầy năng lượng. Hẹn gặp lại trong các bản tin chuyển nhượng kế tiếp. Đừng quên khung giờ 10:30 hàng ngày nhé.